Tuyền Mập, chồng mới gặp ngỡ ngàng vì vợ ngoài cỡ, về sau mê đắm, không sống chung nhà dù đã kết hôn. Kết hôn nhiều năm nhưng vợ chồng Tuyền Mập chưa thực sự được sống chung dưới một mái nhà vì không muốn bị ảnh hưởng đến công việc riêng. Tuy vậy, nữ diễn viên và chồng vẫn rất hạnh phúc. Tuyền Mập là ai? Tuyền Mập tên thật Phan Thị Minh Tuyền, sinh năm 1984 ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng ghi dấu ấn qua nhiều kiểu vai trong phim như Tỷ Phú Trang Vịt, Độc Thân Tuổi 30, Lạc Giới, Hương Gà. Hồi nhỏ, Tuyền Mập rất tự ti do sở hữu thân hình mập mạp. Học phổ thông dù đỗ điểm cao ở trường công lập, thế nhưng Tuyền Mập lại quyết định đi học tại trung tâm giáo dục thường xuyên vì ngại phải mặc áo dài. Trong thời gian học tập ở trung tâm giáo dục thường xuyên, do chỉ học tập vào các buổi tối, nên hàng ngày chị xin làm trợ giảng cho các tiết học với số tiền kiếm được ít ỏi 10.000 đồng. Một thời gian sau, người giảng viên chính nghỉ ốm, chị được đứng lớp chính thức và kiếm được 500.000 hàng tháng. Với số tiền này, chị có thể trả tiền học phí cho bản thân cùng với tiền xăng xe thi thoảng còn dư đem về cho mẹ. Dần dần Tuyền Mập đã tự tin hơn. Học hết trung học phổ thông, chị thi đỗ vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Được người thầy dẫn dắt, Tuyền Mập đã thoát khỏi lối suy nghĩ tự ti về bản thân mình. Với ngoại hình mập của mình, chị trở thành một diễn viên mang hình ảnh lạ đến điện ảnh. Tuyền Mập thường được các đạo diễn giao cho một vài dàn vai có sẵn trong kịch bản, do đó chị cũng hiếm khi phải cạnh tranh vai diễn với những đồng nghiệp khác. Tình duyên của Tuyền Mập cũng khá kỳ lạ. Chồng của Tuyền Mập là Hiếu Nghĩa, chủ một cửa hàng sửa chữa điện máy tại Đồng Tháp. Chị quen chồng từ việc chửi nhau qua điện thoại. Sau 4 tháng nói chuyện, cả hai gặp nhau và bén duyên. Tháng 3 năm 2015, họ tiến đến hôn nhân sau 5 năm tìm hiểu. Thời gian chung sống, Tuyền Mập và chồng có chung một con gái. Chồng ngỡ ngàng vì thân hình ngoại cỡ của vợ. Tham gia chương trình Vợ Chồng Son cùng vợ, anh Hiếu Nghĩa từng kể câu chuyện thuở mới quen nhau. Sau khi đã quen biết được một thời gian, anh ngỏ ý lên Sài Gòn thăm Tuyền Mập. Dù vợ tỏ ra e ngại, nhưng anh vẫn quyết tâm gặp bằng được. Kỷ niệm lần gặp mặt đầu tiên của cả hai cũng rất hài hước. Tự nhiên em nhìn thấy em nói, trời ơi người gì mà bự dữ vậy. Em nói ra miệng luôn, em đang cầm điện thoại, buông điện thoại đứng hình luôn. Bản thân Tuyền Mập cũng không có nhiều thiện cảm với chồng trong lần gặp đầu. Cô cho biết thời điểm đó chỉ thấy người này hơi nhà quê, dần về sau tiếp xúc họ mới nảy sinh tình cảm nhiều hơn. Khi gần cưới, Tuyền Mập từng lo lắng hỏi lại chồng, anh không ngại lấy vợ mập sao? Đáp lại cô, anh chỉ dịu dàng, nếu chị em mập anh đã không yêu và cưới em. Yêu xa dù đã kết hôn. Cưới rồi nhưng vợ chồng Tuyền Mập vẫn chịu cảnh yêu xa. Chồng cô ở quê làm việc, thi thoảng mới lên thăm hai mẹ con. Tuyền Mập đã từng ngỏ ý kêu anh bỏ việc dưới quê để được sống gần hơn với gia đình. Nhưng anh từ chối bởi không thích mang tiếng dựa dẫm vợ. Kể cả làm ít tiền hơn, anh vẫn mong muốn được sử dụng đồng tiền mình tự tạo ra. Cuộc sống hôn nhân hẳn không tránh khỏi chuyện cãi vã. Vì bản tính nóng nảy, Tuyền Mập giận chồng đến mức muốn ly hôn. Chồng cô lại nhẫn nhịn nuông chiều vợ, nên mọi thứ ổn trở lại. Chính nữ diễn viên từng khẳng định, chỉ có ông xã mới chịu được tính bốc đồng của mình. Trong mắt Tuyền Mập, chồng cô hết lòng vì gia đình, thương vợ. Tuyền Mập cho rằng, mình đã chọn đúng người dù khi cả hai đến với nhau không tránh khỏi lời bàn tán xung quanh. Chồng chưa từng e ngại về ngoại hình của vợ, mà còn dường như thích người dư mỡ. Vì thương vợ nên anh cũng có bản tính hay ghen. Có lần cô bận chăm con nên không kịp bắt máy, anh cũng lo lắng. Anh luôn cho rằng vợ là đặc sản đối với người ngoài. Hạnh phúc trong hôn nhân. Đến nay, vợ chồng cô vẫn hạnh phúc dù không kề cận nhau được như nhiều gia đình khác. Cặp đôi thường liên lạc với nhau qua video call để tránh cảm giác cô đơn nhớ nhung chồng. Mỗi ngày, cả hai đều gọi điện, chia sẻ cùng nhau. Chồng tuy không thường nhớ sự kiện đặc biệt để chúc mừng cùng vợ, nhưng cô vẫn yêu thương vì cảm thấy hài lòng với điều mình đang có. Tình yêu chân thành trọn vẹn chồng dành cho mình là điều Tuyền Mập trân quý. Điều này ý nghĩa hơn nhiều những kim cương đồ hiệu. Sau nhấp tỳ đầu tiên, chồng cô cũng mong muốn có thêm con. Tuy nhiên Tuyền Mập cho hay cô vẫn ái ngại vì bận rộn công việc. Cô không quan trọng phải có được bao nhiêu đứa con, mà muốn con của mình sinh ra cần phải có cuộc sống đầy đủ. Scandal vạ miệng. Năm 2020, Tuyền Mập trở thành tâm điểm của những lời lẽ cay độc đến từ cộng đồng mạng khi đưa ra quan điểm về việc mặc đồ bộ. Cụ thể, nữ diễn viên đã phát ngôn, sợ nhất là nhìn hình ảnh của những người mặc đồ bộ đúng kiểu chợ, loại có vải bèo bèo, thậm chí là lấy xe máy chạy vòng vòng, không thể hiểu nổi tại sao có thể mặc bộ đồ như vậy ra đường. Phát ngôn này khiến Tuyền Mập vấp phải chỉ trích của cư dân mạng, đặc biệt là các chị em. Đa số các ý kiến cho rằng, nữ diễn viên sau nhiều năm làm nghề, có chút tài sản liền tỏ ra coi thường khán giả. Có người nhắc nhở Tuyền Mập như sau, không có khán giả thử hỏi nghệ sĩ có chết đói không? Đọc được bình luận này, Tuyền Mập thẳng thừng đáp trả, không có khán giả, nghệ sĩ không chết đói đâu, vì không làm nghề này sẽ mưu sinh bằng nghề khác. Khán giả là ân nhân của nghiệp diễn xuất, mang ơn khán giả, nhưng không phải muốn nói gì nói. Một lần nữa, Tuyền Mập nhận về bão chỉ trích của cư dân mạng, thậm chí có người còn kêu gọi tẩy chay Tuyền Mập vì phát ngôn ngông cuồng. Sau đó, khi sự việc lắng xuống, cô chia sẻ, hiện tại bản thân đã nguôi ngoai, nhưng biến cố đó đã để lại cho cô nhiều vết thương cũng như bài học nhớ đời.
nữ diễn viên kể lại cảm giác trở thành đối tượng bị ghét trên mạng xã hội, với cả trăm ngàn người soi mói, giống như việc ở nhà bị kẻ trộm rình rập. Và hơn mười mấy năm làm nghề, đây là lần đầu tiên cô gặp chuyện lớn như vậy. Một đêm thức dậy, tôi không biết vì sao bản thân bị chửi một cách rất lãng nhách. Họ dùng những lời lẽ rất thậm tệ để chửi tôi. Lúc đó như bị tấn công bất ngờ, nên tôi chỉ còn cách xù lông lên. Tuyền Mập chia sẻ. Trước những lời lẽ cay độc, bình luận khiếm nhã hỏi các cớ Tuyền Mập rằng không có khán giả thì nghệ sĩ có chết đói không? Tuyền Mập cho biết, lúc đó cô trả lời rất thẳng thắn rằng khán giả là ân nhân, nếu không có khán giả thì nghệ sĩ khó có thể đi diễn. Nhưng để chết đói thì không thể nào, vì không làm việc này, người ta vẫn có thể làm những công việc khác để mưu sinh. Nữ diễn viên nghĩ rằng, nói ra để mọi người hiểu mình, nhưng không ngờ rằng cách hành văn thẳng thắn và gãy gọn của cô lại khiến người khác cắt nghĩa theo hướng tiêu cực mà họ muốn.